Hello, xin chào các bạn đã đến với các video dạy hát hay của mình. Và hôm nay mình là thầy Phong Hai Nốt. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài hát hay. Một bài hát có tựa đề rất là hay, đó là ca khúc Lạ Lùng. Mà có bạn trên mạng là kêu mình hướng dẫn hát bài này đi, thì mình hát bài này thôi. Ok ha, bây giờ mình vô mình hót ha. Rồi, Lạ Lùng. À, mất cái đèn màu xanh xanh huyền bí đó, anh chà lên đèn bling 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 cho nó đẹp đẹp chơi. Lạ lùng đúng không? Bài này cũng không được khó, chỉ là cần một cái giọng nam hơi cao tí xíu và cái sự tình cảm nha. Vô. Và bài này là của Vũ ha, nhạc indie. Khi màn đêm hiu hắt mang tên em, chứ âm thanh tốt không? Ok không? Ổn. Quay về trong ký ức của anh qua thời gian, chiều lặng im vô tiếp tục luôn. Rồi, này gió đứng hát và mang nỗi nhớ chạy đi, quên âu lo quên hết suy tư một đời. Mưa trong mây sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vẫn, môi nơi đang vẫn vương. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào. Lạ lùng em tới, ơi tới à đâu, bên anh chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây tỉnh lên Phong ơi, tỉnh lên, quay clip song song lên ơi. Ok các bạn, tại mới ăn no xong đó là bắt đầu người mình nó chuyển sang cái chế độ là ngủ đông. Ôi trời ơi, tóc lại dài quá. Mùa Covid ơi, mau hết đi để cho tập mình đi cắt tóc đi. Ok các bạn ơi, các bạn để mà hát được cái bài hát này á thì các bạn cần phải tình cảm. Thứ nhất là giọng phải nức nở lên ha. Đầu tiên là hát tình cảm chứ đây, tình cảm thì giọng nức nở lên. Mình hướng dẫn các bạn hoài đấy. Khi màn đêm hiu hắt mang tên em, quay về trong ký ức của anh qua thời gian, vậy đó, giọng là phải nức nở. Và bài này không quá cao đâu, có khúc sau chỉ có kéo hơi dài thôi. Nói ra là giọng của bạn phải thanh thoát. Bạn tập theo mình nha. Cái hơi nó nằm phía trước cái mặt của mình nè. Nhẹ nhàng thôi. Hơ, 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 hơ.
đó rất là đơn giản. Tại cái bàn phải quay tới quay lui mình có nhiêu đó kỹ thuật à. À, các bạn tập nhiều cho nhiều chi đơn giản vậy là để hát được bài này các bạn phải tập hơi trước, để tập cái hơi của mình nó thanh thoát, nó đi ra ngoài, nó tụ lại một điểm bên ngoài cái khuôn mặt của mình à. Và sau đó nức nở lên đúng không, và sau đó là nhớ tới các vị trí âm thanh nó đúng là phía trước mặt à. Khi mình hát càng lên cao thì mình cho cái hơ của nó nhấc lên, cái hơ của nó nhấc lên chút xíu đó, vị trí âm thanh thì biết sơ sơ thôi, chứ còn bây giờ mà vô hát nè nức nở là tự động nó nhấc lên hà, do cho bạn support được cái cảm xúc á vào trong bài hát đó, nó sẽ nức nở thanh thoát giọng ra, chứ đừng có nghẹn lại. Giọng hát mà thanh thoát được là ok, đâu cần phải tập nhiều đâu. Yo. Khi màn đêm hiu hắt mang tên em quay về trong ký ức của anh, của còn nghẹn đồ ăn của quay về trong ký ức son nha, khó với tay nó đây. Của ok, của anh qua thời gian là mình hát chép vô nha. Của ok, hát chép vô là được hết. Của anh qua thời gian, chiều lặng im nghe gió đung đưa cây. Tình cảm đúng không? Quên âu lo, quên hết suy tư một nơi, quên hết. Đó, hát vậy mới hay, hát vậy mới tình cảm nha. Đừng tập kỹ thuật nhiều quá, coi chừng bị lạm dụng kỹ thuật đấy. Đừng kỹ thuật như đó rồi. Bây giờ nước nở hơi thở không ai kết hợp lại nhau mà. Quên âu lo, quên hết suy tư một thời và cứ thế là làm thôi. Tiếp đâu rồi, ok, ở tới đây. Mưa trong mây sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vấn vương. Đúng đó nè. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thế nào. Nhức vị trí âm thanh lên nha. Sử dụng dùng nước nở hai ba. Là lùng em tới, chẳng còn thấy em, thấy em. Tiếp tục luôn. Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm mây thao thứ mà bao say mê nồng nàn giờ đã kia nắng ngập tràn. Gạt hết cuộc đời lẻ loi. Thôi mình ai lại ngồi nhớ em. Lúc nào âm thanh nó cũng được tụ tập ở trước cái bản mặt của mình là Gạt hết cuộc đời lẻ loi. Đúng không? Nó vang rõ ràng. Gạt hết, no các bạn, gạt hết cuộc đời lẻ loi, nó sẽ thanh thoát hơn ha. Gạt hết cuộc đời lẻ loi, thôi mình ai lại ngồi nhớ em. Đấy, hát đấy.
mình là cái người mà chuyên hát cổ không hát được, mà bây giờ mình hát được đó, mình chia sẻ cho bạn cái kỹ thuật lúc nào có giữ âm thanh bên ngoài. Hết cuộc đời lẻ loi thôi, mình ai lại ngồi nhớ em. Nó gọi là kỹ thuật thoát âm thanh, vị trí âm thanh không giữ ở trong cổ họng đây, mà vị trí âm thanh ra ngoài. Gạt hết, rất là dễ lên cao, phải re. Rồi, ok. À, chiều lặng im, hát tiếp nha. Nghe gió đung đưa cây như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Này gió đừng hát và mang nỗi nhớ cháy, và mang nỗi nhớ cháy đi. Âm thanh đã nằm bên ngoài hết luôn á. Và mang nỗi nhớ cháy đi. Đâu rồi? Ở đây đi. Quên lâu lâu quên hết, suy tư một nơi. Mưa trong anh sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vẫn vương. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những âm thanh ở ngoài các bạn. Nằm mang âm thanh tết gào. Nó ở ngoài nên nó đâu có ảnh hưởng gì tới cổ họng của mình đâu. Có thể mình feel the beat thôi. Lạ lùng em tới, tới bên anh trong chiều đông xa vắng. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Kìa nắng, nắng, kìa nắng, kìa nắng. Nó tù khó tích tù, hét vô đó. Nắng. Ờ, à, nhưng mà nó đóng âm thanh này. Kìa nắng, ngập tràn. Kìa nắng, nắng, nắng. Đóng âm thanh lại nha. Thì nó sẽ ra cái kỹ thuật đó. Kìa nắng, nắng, kìa nắng. Đóng âm thanh lại trên phòng sang á. Kìa nắng ngập tràn, nhưng giấc mơ lại vừa bay đi. Gạt hết cuộc đời lẻ loi, gạt hết, hết. Sớm số, ok. Gạt hết cuộc đời lẻ loi, thôi mình áo lại ngồi nhớ em. Lâu lâu kéo vocal fry lên. Lại ngồi nhớ em. Vocal fry đúng không? Đó. Lại thì mình thích mình chơi thôi. Đó thì cho nó có tình cảm sướt mướt đó nè. Cái này cái vocal fry là cái sướt mướt. Thì âm thanh lúc nào nó cũng phải thoát, nó thoát ra ngoài, bay 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 phang ra, dễ ra hơn. Nó nằm bên ngoài thì nó dễ đi xa hơn, còn bên trong cơ thể thì nó khó vang. Ok, hết rồi, bài gì thôi đó, nó có gì đâu khó khăn ta, rất là dễ dàng. Ok, bài này nếu như các bạn còn những thắc mắc hay là những câu hỏi về kỹ thuật thanh nhạc hay là gì đó, à đúng rồi, bài này nó khó cái chỗ quên cái chỗ lấy hơi. Lạ lùng em tới giờ khúc luôn nha. Sorry, có ai muốn thắc mắc thanh nhạc gì đó thì muốn hỏi lỡ nói thì nói luôn. À, muốn hỏi cái gì thì cứ comment bên dưới, mọi thứ comment mình sẽ làm video mình hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho các bạn. Chỉ trí còn các bạn hãy chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh đi, bởi vì đăng ký kênh thì các bạn sẽ học được nhiều cái hay trong kỹ thuật thanh nhạc, bởi vì mình hát được thì các bạn sẽ hát được thôi. Tôi làm được thì chúng ta đều làm được. Lạ lùng em tới.
là lùng em tới tới bên anh trong chiều đông xa vắng. 11 hơi chi mà giết cái kỹ thuật cao thế. Ok mà hay. Ok bài này của Vũ rất là hay ha. Cái này là nè, giữa âm thanh bên ngoài nhớ thức rõ rồi là lùng em tới tới bên anh trong chiều đông xa vắng. Một hơi nha, lại lần nữa, hai, nức nở là lùng em tới tới bên anh trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy sự nức nở đó, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng có thấy em. Đau mồm đúng không? Đừng có hát bằng bản năng, hát bằng sự nức nở đi. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng có thấy em. Lạ lùng em tới với lộn, lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh ta. Tự nhiên thắng gấp rồi. À, lại. Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức, mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Nức nở vô kìa nắng ngập tràn, vẫn cái chữ này ra ngoài đúng nha, gạt hết cuộc đời lẻ loi thôi mình áo lại ngồi nhớ em. Ok rồi, xong bài này đơn giản, dễ thương, dễ hay, rồi hát hay như Vũ là lùng. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và mở đầu với ca khúc La Lùng. Ok, chúc các bạn sẽ hát hay hơn và thành công trong việc ca hát của mình, tập luyện ca hát của mình. Bye bye, hẹn gặp lại với những video tiếp theo.